Est-ce qu'on peut quand même utiliser cette méthode des pierres chaudes pour quelqu'un qui doit faire de la chimiothérapie, puisque la chimiothérapie, on sait que c'est nocif pour le foie et pour, il y a beaucoup d'effets secondaires, puisque avec le faire avant ou après la chimio. Alors, est-ce qu'il faut le faire avant et après la chimio ou pendant? Và khi giải độc của nó xong á thì tụi này mới thấy rằng là cái kết quả của cái đá này nó hay quá ha, thì mới đưa vô cho mọi người làm trong cái giải độc. Thì tình cờ á, trong khi làm á, thì có một trường hợp ung thư phổi mà giai đoạn cuối ở Hà Nội, một cô ung thư tử cung mà di căn qua trực tràng rồi, thì sau đó dùng đá thì mấy cái trường hợp đó nó ok hết. Yeah. Et un autre de cancer du utérus. Et bien sûr, avec la chimio, le foie est très surchargé de toxines. Oui, on peut utiliser la pierre pour enlever les toxines du foie. Et la personne se sent mieux. Et je sais qu'à Paris, nous, on organise aussi des séminaires à Paris, nous avons une personne qui a un cancer de poumon. Avant, elle prenait un taxi pour venir nous voir. Nous, on fait deux fois par mois des séminaires à Paris pour aider les gens à mieux se sentir, enfin à conserver, préserver sa santé. Et on a vu au départ, quand il est arrivé en taxi. Et tous les jours, il arrive et on lui a dit, écoutez, essayez, la première fois qu'il est venu, on lui a donné les deux pierres chaudes. On lui a fait allonger. Il a dit, voilà, au bout de deux heures, est-ce que vous vous sentez mieux? Lui, il se sent mieux. Il prend un peu plus de couleur, on ne va pas dire qu'il va marcher tout de suite, mais il y a la couleur sur le visage. Au bout de 3 jours, 4 jours, toutes les semaines, il vient nous donner un rapport. Et là, il a dit, bah, maintenant, je peux prendre le métro, je ne prends plus de taxi. C'est-à-dire qu'il arrive quand même à bouger sans avoir besoin de se déplacer en taxi. Voilà. Il le fait quand même tous les jours. Oui, il le fait tous les jours. Parce que dernier stade, quand on a un cancer de poumon, dernier stade, c'est bien. Mais là, il n'y a pas de contre-indication tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas de contre-indication. Chắc lẽ cho những người Việt Nam rồi nghe, ok. Rồi xong rồi là tôi sẽ nói tiếp luôn cái khi mà phát hiện ra đó, thì tôi mới tìm ra thấy rằng là trong cái điều trị đá này là nó có một cái liệu pháp gọi là thermotherapy. Và cái thermotherapy nó để điều trị cancer từ trước đến nay rồi. Và áp dụng vô thì bây giờ tôi sẽ chút xíu tôi sẽ giải thích cái cơ chế dùng thermotherapy để mà điều trị cancer. Donc on va déjà projeter un film sur le témoignage de celui qui est intoxiqué par le mercure, donc c'est en germanien. On va essayer, je vais essayer de traduire pour en français. Ah oui. Et après, il va expliquer une fois que le film est passé, il va expliquer les techniques de la thermothérapie qu'il a découvert avec ses pierres. Merci. Về tác dụng của tôn pháp triều đại đối với việc cải thiện sức khỏe thì cũng giúp người bệnh điều hòa huyết áp, giảm cholesterol, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, vân vân. Đến việc cải thiện bệnh cũ, tiểu đường, nám da, phần mềm. Nay chúng tôi còn biết thêm về một trường hợp bị nhiễm độc trì. Em tên là Nguyễn Đăng Thành ở Linh Hiệp, số 7 Gia Lâm, Hà Nội. Cái khi trước là em còn nhỏ, em đi bắn chim. Tưởng chỉ những trường hợp trực tiếp tiếp xúc với chì như anh Nguyễn Đăng Thành thì mới bị chì gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng không, đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vì người bị nhiễm độc chì nhiều khi không có biểu hiện ra bên ngoài. Trong khi đó, cái nhiệm vụ thứ hai là nó chuyển qua những cái chất dinh dưỡng ấy, để mà nuôi cái cơ thể mình. Il transforme les aliments en nutriments pour nourrir le corps. Mà khi mình chùm đá mình sẽ thấy ba cái hiện tượng mà rõ nhất. Thứ nhất là mình sẽ ngủ rất ngon, ăn rất ngon và đi tiêu hóa cực kỳ tốt. Donc les effets
c'est on dort bien si on utilise la pierre sur le foie pour filtrer correctement le sang et apporter des nutriments pour le corps, on dort bien, on mange bien, et on digère bien. Khi mình trường gan á, thì thực ra cái bằng gan nó cũng nằm gần cái chỗ mà gan này nè. Ra khi mình trường nóng ở đây á, nó cũng ảnh hưởng tới cái bằng gan làm cho cái đường huyết của mình nó ổn định hơn. Le foie, quand on met la pierre sur le foie, il y a également des effets sur le pancréas. Enfin, tous les organes qui sont proches du foie. Okay. Khi cái mình dừng nóng ấy, thì mà làm cho cái chất độc ở trong cơ thể mình được mà thải ra bên ngoài ấy, thì cái dấu hiệu ngủ ngon là biểu hiện cái sự thải độc. Alors, les premiers effets, si on enlève les toxines une fois, c'est d'abord on dort bien. C'est un bon sommeil. Rồi. Le premier effet. Rồi, để mà làm cái này thì bỏ cái vô cái lò vi sóng là 800 watts. Alors, vous mettez la pierre dans un micro-ondes de 1100 watts. Trong vòng từ 3 đến 5 phút. 5 minutes. 3-5 minutes. Pardon. On peut chauffer un micro-ondes, on peut chauffer un micro-ondes. Thì mình lấy trung bình đó. Thì nó đun nước sôi. Đun sôi. On peut également utiliser l'eau bouillante. Nhưng mà phải đun lâu từ 20 đến 30 phút. Bien bouillir la terre pendant 20 minutes. 20 minutes. Et au four, ça ne marche pas. Oh, non, 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 non. Les aliments, c'est différent. La pierre, je dirais, la pierre. On nous a expliqué la fabrication de la pierre déjà. Et dans les pierres, il y a des matières à composition qui ne sont pas dangereuses. D'accord? Moi, j'utilise déjà 2 ans déjà. Non. Oui, mais c'est pour ça, par exemple, en France ou dans le monde entier, il y a certaines personnes qui vit d'une façon biologiquement, on n'a pas des ondes. Effectivement, on peut faire bouillir une demi-heure, une heure, ou voire plus. Mais l'inconvénient, c'est au bout d'une demi-heure, les pierres n'est plus chaudes. Tandis que si vous mettez dans le micro-ondes, effectivement, ça peut durer 4 heures. Et on a besoin minimum une heure. Donc 2 heures. On met la pierre sur le foie pendant 2 heures. Combien de temps micro? Alors 5 minutes, c'est à 800 watts. 5 minutes, dans un four à 800 watts. 5 minutes. De 3 à 5, maximum 5. Alors attention, quand vous mettez, alors il faut faire vraiment très attention pour le four micro. Vous utilisez, vous n'utilisez pas la main pour attraper la pierre parce que c'est très chaud. Và như vậy á, cái giới thiệu cái nguồn cặp đá, cái đá này đó, thì đá này chính là đá ba gian, loại mà đá mà trong cái núi lửa. Đá nóng, còn bây giờ làm thêm cái đá lạnh mà bỏ trong ngăn lạnh á, thì nó gọi là hàng dự phán. Và mua ra cái đi và kêu cái ra pin. Và như vậy ấy, là cái chuyện mà dùng đà cái sức nóng để chữa bệnh ấy, thì đã có từ lâu rồi. La technique de thermothérapie existait déjà depuis très longtemps. Và ngày xưa người ta đấy biết dùng cái thermothérapie để diệt tế bào ung thư ăn tích. Alors avant on utilisait la thermothérapie pour éliminer les cellules cancéreuses.
Cái này hồi thời Ai Cập cũng có. Từ Hy Lạp nè. À, Hy Lạp. Và ngay Hippocrates cũng nói cái chuyện mà dùng nấm để chữa bệnh. Alors même Hippocrate a utilisé la technique de chaud, la chaleur, pour soigner les malades. Bây giờ để nói đến cái chuyện mà chữa bệnh nó bằng nhiệt á, thì để mà chữa gặp phát hiện được những cái trường hợp mà khỏi bệnh ung thư á, thì ở hiệp hội mà ung thư của Hoa Kỳ á, họ mới đi tìm những cái người mà bị ung thư mà tự nhiên khỏi bệnh. Alors pendant les séminaires de pour se recherche du cancer, on va aller chercher des malades atteints de cancer. Mà tự nhiên khỏi bệnh không biết tại sao. Mais qui sont guéris. Ouais. Thì mấy người đó họ, sau khi hỏi họ thì họ nói là họ có một cái cơn sốt kinh liệt, và sau cái cơn sốt kéo dài là mấy giờ đồng hồ thì cái khối u tự nhiên biến mất. Donc quand on a posé la question à ces malades qui dont ils se guérissent de cancer, et dès qu'on là, à un moment donné ils sentent une très forte chaleur dans le corps, et après cette forte chaleur, et ben, ils se sentent mieux. Thì như vậy á, thì người ta đã phát hiện ra là cái chuyện mà tự nhiên gây sốt chính là do cái con muỗi mà gây sốt rét. Thì cái con bị trong sốt rét á, nó có hai loại, một cái loại là do vi vắc, một cái loại là sốt rét ác tính gọi là falciparum. On a cherché pourquoi. Alors pour les gens qui sont atteints de malaria, c'est ça malaria? Oui. Donc ils sont atteints de très forte chaleur. Et cái con muỗi mà cái con falciparum ấy, thì nó làm cho cái người bị sốt ác tính ấy, là có khi nhiệt độ lên tới 45 độ và tổn thương cái sạc vô cho người đó. La fièvre peut aller jusqu'à 40 degrés. À ce moment-là, atteint de chaleur. Và đây là những cái người đã nghiên cứu dùng cái nóng để chữa bệnh nè. Và đây là một cái sự tình cờ của một cái bác sĩ ở Thụy Điển. C'est un simplement un hasard qu'on a découvert la thermothérapie, un médecin suisse a découvert en 1898. Thì cái ông này ông chữa bệnh phụ khoa thì ông cho vô nằm ở trong cái bồn nước nóng ấy, là một giờ đồng hồ. Với nhiệt độ từ 43 tới 45 độ. Rồi, nhưng mà tình cờ có những cái trường hợp á, mà bị ung thư á, tử cung á, thì những người đó họ ngồi như vậy là suốt 2-3 giờ đồng hồ luôn, thì sau đó thì lên thì thấy khối u nó biến mất. Cái dương vật thì cũng được khỏi. Alors, il y a un monsieur, c'est Julius Wagner, en 1927, il a repris les mêmes travaux. Il a demandé aux personnes qui sont atteintes de cancer de... De coco. Du pénis. De prostate. Non, pénis. Mais non, mais... Les maladies transmissibles. Les maladies transmissibles. Et il a problème de pénis. Cancer pénis. Donc il peut aller vers la technique qui demande à personne de s'asseoir dans le bassin d'eau chaude. Và như vậy ấy, là người ta mới làm một cái công trình nghiên cứu với 2.000 con chuột. Alors donc on a continué à faire des expériences sur 2000 souris. Rồi, thì một cái con chuột á, có một cái khối u, là ta cho cái nhiệt nó vô trong cái khối u đó. Sau 2 giờ thì cái khối u đó bị cái khối u đó biến mất. On injecte d'abord des cellules cancéreuses et après on teste pour la technique de thermothérapie
Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.